Xin chào mọi người nhá. Hôm nay tôi đang có mặt ở chùa Hưng Lộc. Hôm nay là buổi ngày lễ thứ hai. Chùa hôm nay là phần lớn là tụng kinh và tháo hoa đăng. Bây giờ là tầm trưa rồi. Tôi đang có mặt ở khu vực ăn uống, khu vực chuẩn bị đồ ăn cho khách. Hôm nay hiện tại tôi thấy rất là nhiều những em học sinh, thanh niên của làng Hưng Lộc đang làm bếp để phục vụ cái bữa trưa ngày chủ nhật hôm nay. Hôm nay tôi không thấy mà xe máy rất là đông, mà cái ngôi chùa này to quá, thành ra thấy người cũng khá là thưa. Thì bây giờ tôi sẽ quay cái khung cảnh của cái buổi trưa của làng Hưng Lộc cho mọi người xem nhé, đặc biệt là những cái khu vực ăn uống. Ở đây chúng ta thấy là cái khu vực các cô đang làm rau nhé, đang làm rau phục vụ cho bữa trưa. Các thực khách của chúng ta hôm nay khá là đông, không biết là khách từ phương xa tới thì có không, nhưng mà tôi thấy cũng khá là đông đấy. Đây chúng ta có thể thấy đây, đây là những cái bát canh chay nhé mọi người. Còn đây là những cái suất cơm hộp này mọi người này. Những cái suất cơm hộp chuẩn bị cho thực khách. Cơm nhà chùa thì phần lớn là cơm chay thôi. Bao nhiêu suất ăn hả em? Có bao nhiêu, tất cả bao nhiêu suất ăn? Hơn 700 suất à? Đông thế. Toàn người phương xa tới hay người làng mình không đó? Toàn người phương xa thôi. Ở đây chúng ta thấy là cũng cái thức ăn ở đây còn có này. Giò chay à? Giò chay, có phải giò chay không? Đây là giò chay à? Đây là khoai lang. À, khoai lang. Có khoai lang, có lạc, có đậu. Nói chung là đồ ăn chay cả thôi. Chào anh chưa? Đây là lạc này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong này xem có những gì không nhá. Tôi đi tới đâu tôi sẽ nói tới đó thôi. Đây các bạn có thể thấy này. Ở đây là rất là nhiều những cái bát canh chay được sắp sẵn rồi. Suất cơm hộp. Cơm hộp nha mọi người nha. Tất cả đều được chuẩn bị rất là chu đáo. Quay anh em. Chào anh nha. Giới thiệu tên mình đi. Nói chung là những cái bánh dày để trắng miệng này. Anh ơi, đừng quay cái này, không có dám ăn đâu. Có gì đâu, không dám ăn. Anh ơi, tí á. Quay về các cô tử không dám ăn đâu. Không ai biết đâu. Cái này nó khó quá chị ơi. Cái nào khó quá mình bỏ qua đi, khó quá bỏ qua. Những người có mỗi người một cái thôi à? Vâng, mỗi người chỉ được một cái đấy. Đây. Tại vì rất là nhiều đồ ăn. Ở đây toàn món ăn chay đúng không? Không, không, không ăn mặn. Đây là truyền thuyết bánh chưng bánh tày. Đây là có bánh chưng và đây là bánh tày đấy. À, còn đây là bánh chưng đây. Sao vậy? Đây là bánh chưng à? Nhưng đây bánh là bánh tày à? Bánh chưng này ăn sao được một cái vậy ạ? Em toàn mỗi người một cái à? Hả? Mỗi người một cái nhé. Mỗi người một cái à? Còn cái này cũng mỗi người một cái à? Tại đúng. Vì ăn cơm. Nếu mà người là ăn nhiều có được hai cái không? Có ạ. Hai cái à?
Nhưng ở đây là bọn em là làng Hưng Lộc à? Dạ. Bọn em ở đây là đều là người ở đây hết. Dạ vâng ạ. Sao người ở đây sao đông thế? Dạ. Chứ người ở đây sao đông thế? Đông hả? Cái làng này. Dạ vâng ạ. Ở làng này là có nhộn nhịp ạ. Đi học ở trên Hà Nội à? Cái này nó là bánh hết bằng lỗi rồi. Lỗi chứ gì, người ta làm từ nãy giờ chưa bị sao mình lỗi. Ở đây gặp mấy cô Phật tử giúp bếp, họ rất là thân thiện nha mọi người. Ở đây mọi người khá là thân thiện. Em thề với chị là em di một đường xong lại dính cái đầu kia lại. Đi ra cái không khí bên ngoài chuẩn bị xem như thế nào cho mọi người nhé. Cái không khí ở bên ngoài thì hôm nay là ngày chủ nhật cho nên là khá là đông. Thì bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy là cái góc này đây, mọi góc này thì người ta đang tụng kinh, họ đang niệm chú đại bi. Và đấy tôi thấy niệm chú đại bi bây giờ là niệm A Di Đà Phật. Cái không khí ở đây hôm sáng hôm nay thì chương trình chắc là chỉ là tung liệm thôi, thế nên là chúng ta thấy là cái lượng khách thì cơ bản những ngày này là những ngày lôi ăn, thế nên là họ cũng không sao, không bao giờ đến được đông đủ. Phần tán thì mỗi lời mình chúng ta thấy là nó không được đông cho lắm. Đây chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những cái Phật tử mà người ta đang là tụng kinh A Di Đà đấy. Thì ở đây có các nhà sư đang A Di Đà. Và ở trên này chúng ta cũng thấy là có rất là nhiều cái suất ăn đã được chuẩn bị. Ở đây cũng suất ăn đã được chuẩn bị hết rồi. Và chúng ta có thể thấy rằng là rất là nhiều những đồ ăn đã được chuẩn bị. Chủ nhật là đa số là những người ta đi xa, người ta cũng về hết. Những cái em đi học người ta cũng về. Ở đây các em đang chuẩn bị đồ ăn. Gió quá thằng đổ ấy đây.
Đây các em đang chuẩn bị những cái đồ ăn cho thực khách hôm nay tới dự lễ. Chương trình buổi chiều của mình là có những gì? Và chỉ đại bi thần chú để cho pháp hồi đạo tràng được trang nghiêm thanh tịnh, để cho đầu giờ chiều hôm nay toàn thể Phật tử thiện nam tín nữ chúng ta sẽ nghe thượng tọa Thích Minh Quang, phó trụ trì chùa Bái Đính, để chuyển trao giáo pháp của Như Lai, để cho tâm tánh của chúng ta được khai mở, trí tuệ được linh thông, và cho tất cả Phật tử để có thể thâm nhập được Phật pháp. Và sau khi chúng ta nghe pháp buổi chiều hôm nay xong thì tổ chức phổ thí cho chúng sinh cô hồn, sau đó chúng ta sẽ nghỉ ngơi và buổi tối sẽ tổ chức đêm lễ vía Phật A Di Đà, hoa đăng dâng lên từ phủ. Kính mong toàn thể các Phật tử liễu. Đây là quang cảnh các Phật tử, đã tụng kinh lễ Phật xong. À, xin lỗi Phật ạ. Cơm thì ban tổ chức chúng tôi là xa bằng cơm hộp, thì các quý vị có thể nhận cơm và chúng ta chọn cho mình một vị trí thích hợp để chúng ta ngồi ăn. Sau đó thì tham quan rồi bắt đầu ăn cơm nha mọi người nha. Rất là đông, chính vì thế nên là mong rằng các quý vị Phật tử chúng ta lần lượt sẽ dành từng hàng. Khá là đông. Hôm nay nhận cơm, nhận canh. Phải nói là Phật tử đến rất là đông. Các quý vị ăn bánh gì thì chúng ta sẽ lấy bánh đó để chúng ta dùng bữa cơm trưa ngày hôm nay để đảm bảo sức khỏe với quý vị. Nếu ăn thiếu chúng ta lại vào đấy tiếp ạ. Và buổi chiều ngày hôm nay thì đúng 1 giờ sau khi ăn cơm xong thì trân trọng những người toàn thể các quý Phật tử chúng ta lên các tầng tháp rất là đông lắm. Lễ Phật và tham quan trên các tầng tháp. Sau đó thì đúng 1 giờ thì trân trọng kính mời toàn thể các quý Phật tử chúng ta trở lại sân khấu để chúng ta tham dự chương trình ca nhạc chào mừng đại lễ kỷ niệm báo ân Phật kỷ niệm 5 năm Bảo Tháp Đại Bi và Vía Phật A Di Đà vào buổi chiều ngày hôm nay đúng 1 giờ. Và đến sau đó, sau khi chương trình đại lễ kỷ niệm xong thì chúng ta sẽ có chương trình ăn cơm buổi tối. Sau buổi tối xong thì các quý vị chúng ta sẽ đề dự đêm hội hoa đăng, và đúng 7 giờ tối ngày hôm nay pháp hội hoa đăng sẽ được diễn ra tại sân khấu của Bảo Tháp Đại Bi. Và hơn 2.000 bát tăng sẽ được diễn ra vào buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.